Xin chào các bạn. Nếu các bạn đang chạy xe nâng động cơ mà máy chúng ta cứ lịm dần rồi tắt máy thì rất có thể nó sẽ có hai trường hợp sau đây nhé các bạn nhé. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà diễn ra nhiều nhất nha các bạn nhé. Trường hợp đầu tiên, rất có thể là tài xế xe nâng hoặc cái người quản lý xe nâng vô tình để cho hết dầu động cơ hoặc là để cho thiếu dầu động cơ, khiến cho một số các vị trí như là cổ trục khiếu, cổ tay biên và một số các chi tiết cần được bôi trơn ở trên cái động cơ này, dầu nó không có để đến, khiến cho ma sát nó lên cao và khiến cho bạc bị bó này, cổ trục cơ bị bó này, và cái máy của chúng ta nó sẽ bị ghì lại và nó sẽ không quay lại trục cơ nữa, nên khiến cho cái động cơ chúng ta đang nổ và tự nhiên nó ghì lại và nó lip dần đi nha các bạn nhé. Trường hợp này thì chắc chắn là động cơ của chúng ta đã bị bung bị toang như thế này rồi nha các bạn nhé, và chúng ta phải tháo động cơ ra, tháo rã động cơ ra để chúng ta thay bạc bít tông xi lanh, làm lại những cái vị trí mà nó có thể bị cháy cổ bạc cổ khung như thế này nha các bạn nhé. Trường hợp thứ hai khiến cho động cơ cũng lip dần đi, rất có thể rằng là cái lượng dầu phun trong buồng đốt nó bị thiếu nha các bạn nha. Bị thiếu thì có thể do bị tắc đường ống nhiên liệu, hoặc là bị tắc lọc, hoặc là do lâu ngày các bạn không thay lọc khiến cho nhiên liệu đi qua cái lọc ấy nó bị tắc, hoặc là cái dầu các bạn đổ vào trong cái bình đựng dầu nó phun qua đi qua nhiên liệu, nó đi qua bơm pump áp nó cũng sẽ bẩn quá, nó làm tắc các loại lọc bơm và nó thiếu dầu bơm lên buồng đốt, khiến cho xe của chúng ta đang chạy và nó cũng sẽ lịm dần rồi nó thiếu dầu, nó chết máy nha các bạn nha. Trường hợp này thì rất nhẹ nhàng thôi các bạn nha. Các bạn có thể thay lọc dầu nhiên liệu, lọc tinh ở ngoài, lọc thô ở bên trong thùng dầu, và chúng ta có thể xúc rửa thùng dầu nha các bạn nha. Thì có thể là nó sẽ hết và động cơ chúng ta sẽ nổ được một cách bình thường nha các bạn nha. Và tôi biết rằng là các trường hợp hỏng vặt ở trên cái xe nâng này rất là nhiều. Ví dụ như là không nâng hạ được này, xe không tiến lùi được này, hoặc là xe không phanh không ăn này, và vân vân, còn rất nhiều các trường hợp khác. Các bạn đã từng gặp những cái trường hợp nào rồi? Các bạn cùng chia sẻ đây nhé, tôi sẽ chỉ các bạn hướng khắc phục nha các bạn nha.